trường hiện có 8 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6% trên năm mà không yêu cầu điều kiện tiền gửi. Tại kỳ hạn 18 đến 36 tháng, HD Bank, NCB, Ocean Bank đồng dẫn đầu với mức lãi suất 6,1% trên năm. Tiếp sau, các ngân hàng OCB, C-Bank, BVBank cùng niêm yết lãi suất 6,0% trên năm cho kỳ hạn này. Sau lần tăng lãi suất mới đây, Bắc Á Bank hiện niêm yết lãi suất 6,05% trên năm cho kỳ hạn 36 tháng. Đặc biệt, tại kỳ hạn 12 tháng, AVBank hiện niêm yết lãi suất mới 6,2% trên năm với mục tiền gửi online. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất thị trường mà không đi kèm điều kiện tiền gửi.